cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ THOL Academy BBT Bình Tân. Rồi khi đến với mắt OT lưng, chúng ta sẽ khởi động bằng bài deadlift. Khởi động bài deadlift tập bài row. Đó là cách tập mắt OT của anh nha các bạn. Lên 10kg, làm quen khối lượng tạ. Em nhớ, ở mắt OT nó khó nhiều cái đó. Trong cái đó là cái sức lực của mình nó phân bổ cho từng bài tập như thế nào cho nó hợp lý nữa. Đọc thơ không? Không có điểm dừng. Dưới đường bông. Rồi bây giờ ở cái bài stroke này á thì anh thấy các bạn tập sai rất là nhiều nha. Tức là tập có hình không, không đúng bản chất. Các bạn tập cây bên kia đúng không? Cũng được. Còn anh tập cây này có lý do. Là anh luyện deadlift với phần làm biếng lắp tạ. Hai lý do đó là làm tập cây này. Còn cây kia thì cũng ok. Mà cây kia là lùi lắp tạ thôi, với deadlift cây kia nó không trụng với deadlift này. Quan trọng nhất là cái này là giật lên là phải có điểm dừng. Xong rồi hạ xuống là căng nhất dữ. Đó là linh hồn. Hey! Up! Chưa cuối. Tập 8 cái còn diễn được thì phải sao? Chính xác. Bây giờ bài này á là cái bài row, chúng ta phải tập trước bài lap pull down. Bây giờ pro với static cable. Nói chung là khi mà anh làm phòng á thì anh thiết kế những cái máy dành chia riêng cho giáo án này hết rồi. Nên tụi em yên tâm về mức tạ đi. Không. Cái tụi em tập sai cái bài này là cái răng tụi em không đủ á. Cái răng tụi em vô nó chưa sâu lắm. Mình vô freeway, lưng dưới bổ, bà cố luôn. Cứ lấy cái lưng dưới là bổ. Bổ nhưng mà nó là bổ thôi chứ không phải là dùng lưng dưới để cái lực để mình kéo. Nó khác nhau, dưới lên ráng căng căng ra. Hey!
Cái này tao luyện lâu rồi. Căn cơ ba ơi, lợi dụng căn cơ luôn. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, ba. Một, hai, ba. Dốc hết tên này ta trả nợ đời. Xong nha thằng khốn kiếp, mày dám tính ghép với anh hả mày? Buổi tập đã kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.